Thank you.
được chào mừng tất cả quý vị đã đến tham dự tiệc mừng sinh nhật lần thứ 60 của cô Hồng Nhung, được tổ chức tại trung tâm tiệc cưới và hội nghị AV. Và lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin được thay mặt cho gia đình của cô xin được gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng có thể nói cung bậc cảm xúc hạnh phúc nhất, thiêng liêng nhất chính là được làm cha, làm mẹ và mỗi ngày nhìn thấy các con của mình trưởng thành. Và ngày hôm nay, với sự yêu thương chăm sóc ấy, các con của cô Hồng Nhung đã trưởng thành hơn, thành đạt hơn. Và hôm nay, nhân ngày sinh nhật của mẹ, các con để tỏ lòng yêu thương và cảm ơn tạo hóa đã ban sức khỏe cho mẹ được sống mỗi ngày bên con. Và hôm nay, thưa quý vị, tiệc mừng sinh nhật 60 của cô Hồng Nhung được tổ chức tại trung tâm tiệc cưới và hội nghị AB. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ dành những tràng vỗ tay thật dài và thật nồng nhiệt để cùng chào đón nhân vật chính ngày hôm nay, cô Hồng Nhung. Và tiệc mừng sinh nhật ngày hôm nay vui hơn, ý nghĩa hơn khi có sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị. Và đặc biệt các con của cô ngày hôm nay đã đến tham dự đầy đủ tiệc mừng sinh nhật của mẹ. Xin được giới thiệu đến tất cả quý vị những người con của cô Hồng Nhung. Và xin được mời các con của cô sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng chào tất cả quý vị ngày hôm nay. Xin được giới thiệu đến quý vị con gái lớn của cô Hồng Nhung là chị Minh Tâm, và con rể của cô Hồng Nhung là anh Giám Kỳ. Đồng thời giới thiệu đến quý vị con gái út của cô Hồng Nhung là chị Minh Thư. Và xin được mời các con của cô sẽ tiến lên sân khấu để cùng ra mắt tất cả quý vị khách mời hôm nay. Chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin được cảm ơn. Vì cho phép đại gia đình hạnh phúc của cô Hồng Nhung xin được gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, và xin được thay mặt cho gia đình xin được gửi lời cảm ơn đối với tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay đã không ngại trời mưa đã đến đây để cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của cô Hồng Nhung. Và trong quá trình tiếp đón quý vị, nếu có điều gì thiếu sót, mong quý vị sẽ thông cảm cho gia đình của chúng tôi. Một lần nữa xin được chúc cho tất cả quý vị sức khỏe, thành công và vạn sự như ý. Và ngay bây giờ, để tỏ lòng hiếu thảo và thành kính, xin được mời các con của cô sẽ cùng lần lượt dâng lên những ly trà để tỏ lòng thành kính. Xin trân trọng kính mời. Niềm hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy mẹ của mình mãi mãi sức khỏe, luôn ở bên con, gia đình hạnh phúc. Chúng ta sẽ nhận những tràng vỗ tay đi quý vị, để không khí chúng ta sôi động hơn ạ. Xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ thì xin được mời cô Hồng Nhung cùng các con của mình sẽ tiến đến tháp bánh kem để cùng nhau thổi đến cầu nguyện và cắt bánh sinh nhật. Xin trân trọng kính mời. Chúng ta sẽ cùng hát bài Happy Birthday để cùng chúc mừng sinh nhật của cô Hồng Nhung quý vị nhé. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Xin được chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của cô Hồng Nhung. Chúc cho cô sức khỏe,
và mãi mãi sức khỏe ở bên gia đình của chúng ta thật là hạnh phúc bên nhau. Rồi xin được mời gia đình của chúng ta được trở về sân khấu chính. Và ngay bây giờ thì xin được mời gia đình của chúng ta sẽ cùng mời Năng Ly để cùng mời tất cả quý vị khách quý ở phía dưới, chúng ta sẽ cùng Năng Ly. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đánh cao ly lên và vô sau tiếng kiếm của MC quý vị nha. Nào, 1, 2, 3. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Xin được chúc cho tất cả quý vị sẽ có một bữa tiệc thật là ngon miệng và thật là vui vẻ bên gia đình của cô Hồng Dung. Và bây giờ xin được mời gia đình của cô Hồng Dung sẽ đến những phần tiệc của tất cả quý vị khách quý để cùng mời rượu và thiết đãi quý vị quan khách. Xin trân trọng kính mời. Yeah.
anh đã quên sống khai lan tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em hãy quên với để anh không mới. Em đôi lắm lại về từ trong năm năm anh đã tìm anh đến bàn tay thật sâu. Lau kính chân về không có chi, gặp
điều đầy can gì Thank you.